Chào quý vị và các bạn. Những ngày qua, mây dông vẫn liên tục phát triển và gây mưa cho các vùng biển phía Nam, khá bất lợi cho hoạt động đánh bắt của bà con. Đến hôm nay, những đám mây dày vẫn bao phủ rộng khắp khu vực từ ngoài khơi huyện đảo Trường Sa vào đến ven bờ Bình Thuận đến Cà Mau. Dự báo thời tiết xấu sẽ còn duy trì trong hôm nay và ít nhất 2-3 ngày tới ở các vùng biển này. Mưa dông không chỉ làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km, mà nguy hiểm hơn còn có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển, các tàu thuyền đang chuẩn bị ra khơi đánh bắt xa bờ cần kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, hệ thống thông tin liên lạc và thay mới các phương tiện cứu sinh đã cũ, hỏng, phòng trường hợp phải kéo dài thời gian bám biển. Còn với vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa dịp này, thời tiết vẫn đang khá tốt, trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 4 và độ cao sóng từ 0,50m đến 1,50m, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Còn trên đất liền, trưa chiều nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, dọc từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên. Mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 39 độ. Vùng núi sẽ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Thời gian có mức nhiệt trên 35 độ sẽ kéo dài đến tận 17 giờ. Độ ẩm trong không khí trong ngày tương đối thấp từ 45 đến 65%. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Cuối bản tin là dự báo chi tiết cho các thành phố Trung Bộ trong chiều nay.